Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 27, Umi Squid. Umi Squid là một nhóm các loại kẹo chỉ có duy nhất ở level 9. Các loại kẹo này đều có một điểm chung là đều mang chữ Mami Umi trên giấy gói của chúng. Bạn chỉ có thể có được Umi Squid bằng cách gõ vào bất kỳ cánh cửa nào ở level 9. Ngay 8 giây sau, một thực thể tên là Mami Umi sẽ mở cửa và đối mặt với người đã gõ cánh cửa đó. Sự hiện diện của Mami Umi sẽ gây ra hội chứng Hysteria hay hội chứng cuồng loạn tột độ cho bất kỳ ai trong phạm vi 70m. Bất kỳ âm thanh nào được tạo ra từ cá nhân đã gõ cửa hoặc từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào, một ánh sáng cường độ cao sẽ được phóng ra giống với ánh sáng phát ra từ thực thể số 96, The Neighborhood Watch, nhưng với diện tích lớn hơn nhiều. Luồng sáng này có đường kính khoảng 50m sẽ biến tất cả những người lang thang trong phạm vi thành cát bụi. Nếu một người lang thang thành công trong việc giữ im lặng hoàn toàn, tức là kể cả trong trạng thái hysteria mà Mami Umi gây ra, thực thể sẽ đưa Umi Sweet cho những người đó và biến mất hoàn toàn. Mami Umi cao 2.3m, có nhiều hình dạng khác nhau và mọi cuộc chạm trán với thực thể này đều khác nhau hoàn toàn. Nhiều người lang thang đã báo cáo rằng thực thể có một số hình dạng đáng sợ hơn những hình dạng đã được biết. Và từ đây, người ta cho rằng độ hiếm và số lượng Umi Squid được cung cấp là phụ thuộc vào độ đáng sợ của hình dạng đó. Đồng thời, có vẻ như Mami Umi có một thiện cảm đặc biệt với những đứa trẻ dưới 13 tuổi vì nó luôn mang hình dạng ít đáng sợ hơn khi có trẻ con. Nếu đang trong trạng thái cuồng loạn, những đứa trẻ phát ra âm thanh thay vì chiếu luồng sáng sẽ biến mọi thứ thành cát bụi về phía chúng. Mami Umi sẽ chỉ trở nên kích động hoặc nhanh chóng đóng cửa lại. Đó là Mami Umi. Giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chính của video, đó chính là Umi Squid và những hiệu ứng đặc biệt của chúng. Umi Squid có rất nhiều loại, đa số đều có giá trị và chất lượng cao. Mình sẽ tổng hợp những thông tin chính về những loại Umi Squid phổ biến nhé. Đây là loại kẹo phổ biến nhất và cũng có lẽ là được yêu thích nhất. Loại kẹo này giống như bánh macaron, một món ăn nhẹ phổ biến ở The Front Room, nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều. Nó được chứng minh là không có bất kỳ tác dụng tiêu cực nào khi tiêu thụ. Pumpkin Puff có một hương vị dễ chịu, mạnh mẽ, gần như cảm giác hưng phấn. Chính xác, nó là một vị ngọt nhẹ, nhưng cay. Chúng luôn tươi và nóng trong nhiều tháng. Almond Sugar là những tinh thể nhỏ màu trắng của Almond Water đặc. Khi đun nóng ở nhiệt độ 40 độ C, chúng sẽ nở ra đến mức chỉ một hạt thôi, cũng sẽ tạo ra ít nhất 5 lít Almond Water. Vì chúng cực kỳ hiếm và vô giá, nên Almond Sugar chỉ được tìm thấy trong các tổ chức lớn. Còn một điều nữa, bạn sẽ có thể nhai vật phẩm này và ăn chúng, nhưng mà chúng sẽ có vị đắng và lời khuyên là đừng ăn trực tiếp vì điều đó rất lãng phí. Đây là những viên kẹo marshmallow màu phấn được tạo hình thành nhiều con vật và hình dạng khác nhau như con mèo, bí ngô hoặc con dơi. Chúng có một vị cực kỳ ngọt, nhưng lại vô cùng gây nghiện, khiến bạn không thể ăn ít hơn 3 miếng nếu đã ăn chúng. Dù vậy, nhưng loại kẹo dẻo này lại là một nguồn năng lượng tuyệt vời, giúp loại bỏ sự buồn ngủ, mệt mỏi và giúp kéo dài thời gian hoạt động thể chất. Tuy nhiên, chúng chỉ nên được tiêu thụ với số lượng nhỏ, vì nếu ăn quá 10g sẽ gây ra tình trạng suy yếu và mệt mỏi đột ngột kéo dài đến 3 giờ. Còn nếu ăn nhiều hơn 20g sẽ gây ra sự lú lẫn vĩnh viễn và người đó sẽ từ từ biến thành thực thể số 15, Greg. Vậy nên chỉ sử dụng vật phẩm này trong những trường hợp nghiêm trọng để tránh tình trạng chúng ta sử dụng quá liều nhé. Lucky Bar là những thanh dài dẹt được làm từ Lucky Oatmeal, cứng với nhiều hương vị khác nhau. Ai muốn tìm hiểu về các loại vị của Lucky Bar thì hãy xem video này nhé, vì nó được làm từ Lucky Oatmeal mà. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Rồi, giờ chúng ta sẽ trở lại với phần chính. Hầu hết các hương vị phổ biến của Lucky Bar như dâu tây và sô-cô-la có ít ảnh hưởng hơn sau khi ăn so với hương vị của chúng đến từ Lucky Oatmeal. Thế nhưng, hương vị may mắn lại có tác dụng mạnh hơn và cũng hiếm hơn rất nhiều. Mặc dù hương vị may mắn có màu vàng và hương vị chuối đặc trưng, thế nhưng Lucky Bar vị may mắn càng cứng thì cá nhân ăn nó lại càng trở nên may mắn hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng này sẽ trở thành vận xui khi Lucky Bar trở nên đủ mềm để có thể nhai được. May mắn thu được từ Lucky Bar vị may mắn thường là tìm thấy các vật phẩm và tài nguyên hữu ích, thậm chí là thoát khỏi các thực thể hoặc những tình huống mà một người thường không thể thoát khỏi. Mặt khác, vận rủi của chúng có thể liên quan đến một số việc như bị noclip ngẫu nhiên đến một level nguy hiểm, các thực thể thù địch xuất hiện từ hư không, những chai Almond Water đột nhiên biến thành Cashew Water.
tất cả các hiệu ứng cả xấu lẫn tốt sẽ đều biến mất từ 4 đến 5 giờ sau khi tiêu thụ. Nhưng những chai almond water đã biến đổi sẽ không trở lại hình dạng ban đầu. Mặc dù có vẻ ngoài giống với kiệu bạc hà bình thường, nhưng Mint of Lownage lại có một hương vị bạc hà quá mạnh mẽ, khó chịu đến mức nồng nặc. Thường để lại dư vị bạc hà kéo dài từ 6 đến 9 giờ. Tiêu thụ vật phẩm này sẽ mang lại cho cá nhân những kiến thức hoặc chuyên môn về bất kỳ kỹ năng cần thiết nào, có thể bao gồm chuyên môn về y tế hoặc khả năng thể chất tuyệt vời, hoặc đơn giản hơn là để biết lối thoát gần nhất là ở đâu. Tuy nhiên thì những kiến thức này sẽ ngay lập tức bị lãng quên một khi dư vị bạc hà tan biến. Sau đó, những người lang thang sẽ phải chịu một tác dụng phụ, có thể là trạng thái lú lẫn hoặc mệt mỏi do mất đi một số ký ức ngẫu nhiên, hoặc thậm chí là những ký ức cơ bản ban đầu của bản thân. Còn đây là một số loại umisweet phụ đang trong thời gian tìm hiểu hoặc do nó có quá ít thứ để thực sự bàn tới. Umisweet là một trong những vật phẩm được tìm thấy sớm nhất trong The Back Room, được The Lost sử dụng lần đầu vào khoảng 2.000 năm trước. Nó đã được cho là được phát hiện tình cờ bởi một cô bé 12 tuổi người gốc Celtic. Kể từ đó thì những người lang thang và các nhóm nhỏ thường xuyên thám hiểm đến Level 9 để tìm kiếm Umisweet. Tuy nhiên, phải đến gần đây thì tổ chức BNTG mới phát hiện ra rằng những người dưới 13 tuổi ít bị ảnh hưởng hơn bởi sự hiện diện của Mami Umi. Kể từ đó, một loạt trẻ em đã được gửi đến bởi các tổ chức độc hại, xấu xa đã được ghi chép lại. Những tổ chức này sử dụng trẻ em như một cách dễ dàng để lấy được Umisweet mà không có sự giám sát chặt chẽ. Cho đến nay, đã hơn 57 trẻ em đã chết ở Level 9, không phải bởi chính Umi mà là bởi các thực thể khác đang sinh sống trong Level này. Hiện tại thì tổ chức MEG đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ những đứa trẻ khỏi những tổ chức nguy hiểm và đồng thời tìm cách để lột trần những tổ chức này. MEG cũng đóng quân canh gác ở gần như tất cả các lối vào nói chung của Level 9 và hạn chế tất cả những người lang thang dưới 13 tuổi vào đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.